Tại buổi họp báo hồi tuần qua, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam đã chính thức công bố việc tổ chức triển lãm ô tô Việt Nam 2022. Triển lãm ô tô Việt Nam Vietnam Motor Show 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam Motor Show 2022 có thể nói là phiên bản triển lãm ô tô Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng diện tích không gian lên đến 40.000 m2. Đến nay, ban tổ chức đã xác nhận có sự tham dự của 14 thương hiệu ô tô du lịch gồm Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, Ram, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo. Tại Vietnam Motor Show 2022, mỗi thương hiệu sẽ trưng bày và giới thiệu những mẫu xe nổi bật với các công nghệ hiện đại của riêng mình. Vietnam Motor Show 2022 lần đầu tiên có sự tham gia của các phương tiện vận chuyển khác với những thương hiệu nổi bật trong ngành như xe tải, xe mô tô phân khối lớn, xe điện v.v. Có thể kể đến như Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Về xe mô tô phân khối lớn, Honda Big Bike Việt Nam mang đến các dòng sản phẩm từ 500 đến 1.100cc. Phân khúc xe điện có sự góp mặt của Japai với chiếc Japai Quaver 200. Thông điệp của gian hàng Toyota tại VMS năm nay là: thứ nhất, Move Your World. Toyota đang trong quá trình chuyển đổi từ công ty sản xuất ô tô sang công ty cung cấp giải pháp di chuyển với khẩu hiệu mới Move Your World. Trong đó, gian hàng thể hiện 3 trụ cột chính là tận hưởng môi trường xung quanh bạn, tận hưởng cuộc sống, tận hưởng những trải nghiệm. Thứ hai, điện hóa. Đây là định hướng toàn cầu của Toyota về điện hóa, tuân theo chủ trương của chính phủ Việt Nam, hướng tới trung hòa carbon mà Thủ tướng Chính phủ đã tuyên bố tại COP26. Mercedes-Benz Việt Nam sẽ lần đầu tiên trưng bày Mercedes EQS, dòng sản phẩm chủ lực trong phân khúc xe điện hạng sang tại VMS 2022. Những công nghệ hiện đại bậc nhất đại diện cho tinh thần Progressive Luxury, hứa hẹn mang đến sự kiện những trải nghiệm đầy màu sắc trong thế giới xa xỉ riêng biệt của Mercedes-Benz. Đây sẽ là một trong những sự xuất hiện độc đáo và đáng được mong đợi nhất của giới yêu xe trong nước. Nhiều dòng xe đặc biệt khác như Mercedes-Maybach GLS, Mercedes-Maybach S-Class và Mercedes-AMG GLA cũng đã sẵn sàng mang đến cho khách hàng Việt Nam những phần trình diễn bất ngờ, tái định nghĩa cho sự sang trọng và đẳng cấp trong thị trường ô tô Việt. Tính đến thời điểm hiện tại, Vietnam Motor Show 2022 đã có gần 200 gian hàng thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ và các sản phẩm dịch vụ cao cấp. Tại Vietnam Motor Show 2022, chương trình siêu trình diễn xe hơi mạo hiểm Subaru Cross Street Stunt Show cũng sẽ trở lại ở khu vực ngoài trời. Thì chủ đề của Volkswagen Việt Nam tại Motor Show 2022 năm nay là Greater in Motion. Thì tạm dịch là nâng tầm chuyển động. Thì theo chúng tôi thì các khách hàng giàu khát vọng thì cuộc sống của họ luôn luôn chuyển động. Và chúng tôi khai thác yếu tố tuyệt vời trong sự chuyển động này và mọi khía cạnh của cuộc sống. Đến với Motor Show năm nay thì chúng tôi mang tất cả các giải sản phẩm về dòng SUV mang lại cái khả năng vô tận về sự chuyển động linh hoạt để nâng đạt được những thành tựu cao trong cuộc sống. Chiến lược của Volkswagen Việt Nam trong thời gian sắp tới là chúng tôi tiếp tục mang những cái dòng xe đẳng cấp, thời thượng, đáp ứng cái phương châm là trải nghiệm trước đức, khẳng định trước riêng, đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách hàng tiệm cận sang. Ở ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua việc mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc. Và chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng thêm đại lý ở Hà Nội và Cần Thơ. Với cái xu hướng là xe điện đang có nhu cầu tăng thì chúng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Như mọi người cũng biết, Volkswagen là thương hiệu đi đầu trong việc sản xuất xe điện. Khi mà cơ sở hạ tầng của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của Volkswagen toàn cầu thì chúng tôi sẽ mang cái dòng xe điện này về Việt Nam. Tại triển lãm năm nay, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm một cuộc hành trình công nghệ đồng bộ từ trekking tham quan đến tham gia khảo sát và trò chơi quét QR code nhận những phần quà thú vị.
Với sự mở rộng về quy mô và lĩnh vực trưng bày, sự phong phú và đặc sắc của các sản phẩm cùng sự hấp dẫn mới mẻ của các hoạt động trình diễn, tương tác, Việt Nam Motor Show 2022 hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị, xứng đáng với triển lãm thường niên lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.